thật sự là cái không khí buổi tối ở Pháp rất là lãng mạn luôn, rất là lãng mạn. Nói chung là lần này thì quyết định là đưa đi sang Pháp để cho mình cưới là một quyết định rất là đúng đắn, hơi tốn kém một tí nhưng mà không sao, cả một đời người chỉ có cho mình cưới một lần thôi, đúng vậy đúng không? Nói chung cái đợt cưới là dư dời đó, cho nên là thôi sorry mọi người, mình không biết tango Argentina nên là không, mình nhảy tango dance sport đi. Rồi, nói chung lần này là hiện rất là vui khi được đưa vui vậy đó. Phố đã lên đèn, con đường có môi cây môi. Con đường, ê tiếp lại, quay mất lời thôi. Và bây giờ là Paris tráng lệ, Paris by này. Dạ, yeah. Thật sự là khi mà đèn lên thì nó làm cái gì đó nó khác hẳn mọi nhà. Đây là De La Nuit, tức là vào buổi tối Paris. Nói chung ngày mai thì bắt đầu vợ chồng mình sẽ thực hiện những cái shot hình về gọi là một cưới, thì địa điểm thì sẽ có những cái địa danh rất là nổi tiếng như Notre Dame này, Eiffel, Tháp Eiffel này và một vài nơi khác nữa mà ekip đã lên list sẵn rồi. Thì hy vọng là buổi chụp hình ngày mai sẽ thật sự là suôn sẻ và thành công nha bà xã ha. Và bây giờ sẽ là một bí mật mà tất cả các chị em đều yêu thích, đó chính là con đường dẫn đến khu mua sắm đắt đỏ nhất của Paris, đó chính là Lafayette. Ở đây thì sẽ là cái nơi mà bày bán tất cả những mặt hàng thương hiệu nổi tiếng như là Chanel, Louis Vuitton. Đó là những cái thương hiệu mà he thích. Và đặc biệt là của Pháp, ví dụ như là Gucci hay là Prada hay Versace thì đó là của Ý, còn với Pháp thì phải là Chanel hay là Louis Vuitton. Và bây giờ thì mọi người sẽ cùng nhìn sang ở góc bên kia là Lafayette, Galerie Lafayette, một con đường đắt đỏ nhất và là một cái nơi bán đồ hàng hiệu xa xỉ nhất của Pháp. Okay, ở đây. Ok, let's go home. Đi về nhà mọi người, đi. Ôi, một niềm. Vô tình bắt gặp trên đường một cái quán rất là thân thuộc, Hà Nội cà phê. Không, mình không nghĩ là quán Hà Nội cà phê này đông như thế, mọi người nhìn ở phía trông rất là đông luôn.